trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn thông tin về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước với những chiến công vang dội trên chiến trường Tây Nguyên. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông sinh năm 1926 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tháng 12 năm 1986, đồng chí Nguyễn Quốc Thước được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4 năm 1987, chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 8 và liên tục là đại biểu Quốc hội các khóa 9, Quá 10. Đồng chí Nguyễn Quốc Thước được nhà nước phong quân hàm thiếu tướng năm 1980, trung tướng năm 1987 và được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì, huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tham gia cách mạng từ tháng 4 năm 1945 trong phong trào Việt Minh tại địa phương, là cán bộ tiền khởi nghĩa, nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí Nguyễn Quốc Thước vào chiến trường Tây Nguyên từ năm 1965 tham gia chiến đấu chọn 10 năm ở chiến trường Tây Nguyên, trên cương vị là trưởng ban tác huấn, chỉ huy trung đoàn 24A, trung đoàn 28, phó tham mưu trưởng, tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên. Có mặt ở những nơi gian khổ ác liệt nhất, đồng chí Nguyễn Quốc Thước đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, linh hoạt trong từng trận đánh, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, củng cố tư tưởng, niềm tin cho bộ đội quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, chỉ huy đơn vị chiến đấu với hiệu suất cao. Trong chiến dịch Trư ba Tháng 1 năm 1969, Trung đoàn 24A do đồng chí Nguyễn Quốc Thước làm trung đoàn trưởng, có nhiệm vụ luồn sâu trong lòng địch, đánh tiêu hao lực lượng, đồng thời đánh cắt giao thông đường 14, cắt đất tiếp tế của địch ở địa bàn Con Tum. Với sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán trong từng trận đánh, đồng chí Nguyễn Quốc Thước đã chỉ huy đơn vị chiến đấu đánh thiệt hại nặng ba trung đoàn ngụy và một tiểu đoàn Mỹ, trong đó có một đại đội bị tiêu diệt hoàn toàn đánh bại ba cuộc hành quân Bình Tây 48, 49 và 50 của địch. Thắng lợi của chiến dịch Chư Pa đã làm thất bại ý đồ của địch đưa chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ra thử nghiệm tại chiến trường Tây Nguyên. Những thành tích của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 24A đã được Bác Hồ gửi thư khen. Các chú đã phát huy được truyền thống của Trung Dũng kiên cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh trên chiến trường Tây Nguyên. Ngày 21 tháng 5 năm 1969, trong trận phục kích đánh giao thông trên đường 14 của tiểu đoàn 6, trung đoàn 20 tướng A, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Nguyễn Quốc Thước, với tài mưu lược của người chỉ huy, nắm vững quy luật đối phó của địch, tìm cách lừa địch để đánh bồi lần thứ hai cùng trong một ngày, đồng thời biết sáng tạo cách đánh bất ngờ, yếu tố hết sức quan trọng trong tác chiến. Chính sự sáng tạo và mưu lược đó của người chỉ huy mà hiệu suất chiến đấu tăng lên gấp đôi. Trong ngày đơn vị đã tiêu diệt 98 xe của địch trong đó có 6 xe M113, loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên địch, thu 14 súng các loại, bắn hỏng một trực thăng vũ trang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp nối chiến công Trong chiến dịch giải phóng Atapu và cao nguyên Boloven của Lào, tháng 4 năm 1970, Trung đoàn 24A được tăng cường tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 28 và một đại đội DKB Cuối 120 ly do trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước chỉ huy đã nhanh chóng rời Tây Nguyên sang Hạ Lào tham gia chiến dịch giải phóng Atapu. Trải qua 15 ngày chiến đấu ở Hạ Lào, trung đoàn 24A và các đơn vị tăng cường, phối thuộc đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân Lào anh em liên tục tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tiên địch, giải phóng thị xã Apa Tư và vùng phụ cận. Với chiến công này, trung đoàn 24A đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba ngày 7 tháng 5 năm 1970, Trung đoàn 24A nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhanh chóng cơ động sang chiến trường Campuchia để phối hợp với lực lượng chiến trường B2 Nam Bộ, giải phóng các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tạo thế chân kiềng cho ba nước Việt Nam Lào Campuchia đánh thắng giặc Mỹ. Thắng lợi của những trận đánh trên dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Quốc Thước đã góp phần cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tô thắm truyền thống bách chiến. Bách thắng của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực của quân đoàn 3, binh đoàn Tây Nguyên Anh Hùng. Phát biểu tại lễ trao danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A, Mặt trận Tây Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh, với hơn 60 năm công tác trong quân đội và hội cựu chiến binh Việt Nam, hơn 70 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, chăn trở, tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Mặc dù tuổi cao, được nghỉ ngơi, nhưng trung tướng nguyễn quốc thước vẫn thường xuyên tham gia góp ý với đảng nhà nước quân đội về những vấn đề quan trọng của đất nước của quân đội tham gia nhiều nội dung quan trọng về nghệ thuật quân sự chiến lược quốc phòng và xây dựng quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ chế độ nhà nước và nhân dân trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi